Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động tại Pháp của đoàn công tác chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, trao đổi cùng lãnh đạo tập đoàn Carrefour cùng rất đông. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động tại Pháp của đoàn công tác chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, trao đổi cùng lãnh đạo tập đoàn Carrefour cùng rất đông khách hàng Pháp. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tự tin cho rằng sau hiệp định thương mại tự do EVFTA chính thức có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, cơ hội để sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp sẽ ngày càng lớn hơn. Đối với vấn đề phân phối, sự kiện này cũng là kết quả của mô hình liên kết ba bên hoàn toàn mới giữa nhà phân phối bán lẻ, nhà nhập khẩu và cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian qua, mô hình này đã giúp đưa được nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hơn, ví dụ như quả vải và một số chuỗi bán lẻ của Pháp. Việc tập đoàn Carrefour mở tuần hàng Việt Nam tại thành phố Collegium, một khu vực có sự đa dạng văn hóa lớn của vùng Île-de-France và có sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người gốc châu Á, cũng sẽ là một khởi đầu tốt cho việc đưa hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào hệ thống siêu thị Carrefour.